Thưa quý vị, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác đã về khu di tích Kim Liên dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cùng đi trong đoàn có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, lãnh đạo các bộ ngành trung ương. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Thái Thanh Quý, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy. Thành kính dâng hoa dâng hương lên anh linh người, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với phương châm đổi mới, liêm chính, kỷ cương, hành động, hiệu quả vì nhân dân phục vụ đã tập trung chỉ đạo điều hành quyết liệt triển khai nghị quyết Đại hội 13 của Đảng với 8 trọng tâm, 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và 193 nhiệm vụ cụ thể, vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo vững chắc quốc phòng an ninh và hội nhập quốc tế sâu rộng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, phấn đấu thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Nhớ Bác, biết ơn, kính trọng và tự hào về Bác. Thủ tướng Chính phủ cùng các thành viên trong đoàn công tác nguyện mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, quyết tâm giành nhiều thắng lợi trong năm 2022. Tiếp đó, Thủ tướng và đoàn đã đến dâng hương gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh tại đền Trung Sơn.